Xin chào tất cả các bạn nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn test sàn giao dịch có tên là Chilis Carview nha các bạn. Đây là một sàn giao dịch thể thao được mã hóa đầu tiên trên thế giới nha các bạn. Thì dự án của Chilis này nó sẽ ra mắt tầng 1 cho blockchain cho các ngành thể thao và giải trí nha các bạn. Thì con này được xây dựng trên nền tảng của Chilis Carview Testnet 2.0 nha các bạn. Thì để tham gia năm nay các bạn cần lấy một link mô tả dưới video mình. Các bạn cần có một cái trình duyệt, đó là trình duyệt MetaMask. Các bạn tích hợp mạng Chilis Carview 2.0 này vào nha các bạn. Rồi sau đó các bạn chỉ việc đi forget thôi các bạn, vì mình đã tích hợp rồi nha các bạn. Thì cái phần tích hợp này theo mình nghĩ là tất cả các bạn nào cũng làm airdrop cũng đều biết tích hợp hết rồi nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã tích hợp mạng Chilis Carview này xong thì các bạn copy link này nha các bạn đi forget nha các bạn. Còn đối với bạn nào không biết thì xem lại những cái video mình đã hướng dẫn các bạn tích hợp ví nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một forget nha các bạn. Vì mình cũng bận quá nên mình không có làm cái video thường xuyên cho các bạn. Rồi sau đó các bạn dán địa chỉ của mình vào đây nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một re nè, Remi CZH nè. Rồi các bạn chọn 6.5 token nha các bạn để làm phi ga cho nhiều chút nha các bạn. Rồi sau khi các bạn forecast xong thì các bạn tiếp tục là vào đây các bạn min con NFT nha các bạn. Các bạn copy cái min này nè các bạn. Dự án này khá là đơn giản luôn các bạn. Rồi các bạn dán vào trình duyệt MetaMask của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi sau đó các bạn connect các bạn. Bấm kết nối nè. Rồi bạn bắt đắp lại nha các bạn. Rồi đây thì có những con NFT là Anew Era 1.5 này các bạn. Thì các bạn có muốn min con nào thì các bạn min nha các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ MetaMask các bạn xác nhận nha các bạn. Khoan các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn xác nhận nè. Đây thì phí ga này dồi này mình rất là nhiều nha các bạn, nên mình min 2-3 con nha các bạn. Đây test các bạn muốn min bao nhiêu thì các bạn min nha các bạn. Rồi các bạn xác nhận nè các bạn. Rồi sau khi các bạn đã min xong thì các bạn copy tiếp cái phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Tức là cái link sàn Chilis Carview Swap này các bạn. Đây là của sàn giao dịch phi tập trung của nó các bạn. Các bạn cũng connect tiếp tục với trình duyệt wiki và browser tất cả các bạn nha các bạn. Dự án này khá là đơn giản luôn các bạn. Khi vào thì các bạn kết nối nha các bạn. Các bạn mở MetaMask của tất cả các bạn ra, các bạn xác nhận nè các bạn. Kết nối với sàn nè. Rồi sau đó các bạn sẽ mình sẽ có con token là CHZ nè các bạn. Tờ mã token sắp sửa ra mắt mainnet nha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ swap qua bất kỳ một cái đồng coin nào trên đây đi các bạn. Đây thì mình sẽ swap 1-2 đồng coin đi các bạn. Hay không được ta, chọn tối đa không được không ta. Token này nó giá trị gì ta, mình sẽ chọn token khác nha các bạn. Mình sẽ chọn là BKFCHV nè. Rồi các bạn bấm vào approve nha các bạn. Rồi các bạn sẽ swap vài lần đi nha các bạn. Rồi các bạn xác nhận. Nếu tốt đối với các bạn nào đã swap xuyên thì các bạn nên forecast nhiều nhiều, các bạn sẽ swap 3-4 lệnh nha các bạn. Đây thì mình chỉ làm hướng dẫn thôi các bạn. Các bạn cứ swap vài con đi nha các bạn, 2-3 con, 1-2 con swap qua lại đi nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã swap xong thì các bạn nhấp vào cái link tiếp tục là cái link khảo sát của nó các bạn. Bạn copy link này nè. Rồi các bạn cũng connect với trình duyệt wiki browser tất cả các bạn nha các bạn. Là đi. Trình duyệt wiki browser trên ví MetaMask của tất cả các bạn. Rồi sau đó các bạn chọn trang web cho máy tính nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào mục này nè các bạn. Các bạn connect với MetaMask nha các bạn.
Rồi các bạn mở MetaMask ra, các bạn xác nhận này các bạn. Sao chưa nữa? Rồi các bạn chờ nó load chút xíu nha các bạn. Rồi, nếu mà nó không hiện connect thì các bạn chuyển lại trong web thường nha các bạn. Sau đó các bạn chuyển lại trong web cho máy tính là cái nữa này các bạn. Đơ nó cứng đầu ta. Rồi các bạn bấm vào supply này các bạn. Ơi, cái này ấy. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi, các bạn đợi một chút xíu thì nó ra những cái đáp án thế này thì các bạn việc nhấp vào đây các bạn đi forecast tiếp là con tốc cần vàng để mình coi các bạn. Mình đi forecast con tốc cần có cái hiệu là XU nha các bạn, để mình đi vuốt cho dự án này nha các bạn. Các bạn bấm vào một user forecast nè. Này khá là đơn giản luôn các bạn. Rồi các bạn nhấp vào dán cái địa chỉ mình vào nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một fan token này các bạn. Các bạn lướt xuống nha các bạn. Các bạn chọn là con token là X có cái hiệu là XXU nữa các bạn. Ok. Sao kỳ ta. Ok, vậy mình đã dội rồi nha các bạn. Sau hai rồi sau khi mình đã dội xong thì mình có token XXU rồi, các bạn nhấp vào một đây các bạn. Rồi đây thì những có đáp án thì các bạn liên đáp án này cũng để phần link mô tả dưới video cho các bạn nha các bạn. Các bạn cái việc mà lần vào các bạn trả lời nha các bạn. Đáp án có nó có đảo lộn nha các bạn. What is Bupper CC2 là đáp án là to become exchange to become. Rồi cô B nha các bạn. Đáp án nó đảo lộn ta. Rồi cô B nha các bạn. Đáp án nó đảo lộn hết trơn nha các bạn. Ủa ta. Mình đã đi đi dội con tóc cần CCU rồi mà ta. Để mình vào mình vô forecast lại các bạn. Copy địa chỉ với mình nè. CCU sao kỹ ta, đây mình reset lại cơ mà sao mình còi không được cái tốc cần CCU này, sao mà mình vút được cái này. Test CCU không được ta. Qua trang view scan này mình coi mình đã có forecast cái tốc cần CCU chưa các bạn, mà sao mà mình không có thấy nè các bạn, sao mình void chưa được nè. Các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Ok, vì mình đã mắc mạng máy này nha các bạn, nên mình dùng máy khác mình forecast được rồi các bạn. Rồi các bạn cứ forecast tương tự như nha các bạn. Các bạn đã forecast được con tốc cần CCU đó, CCS đó, thì các bạn việc vào đây các bạn vuốt thôi nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một vuốt nè. Timing. Đây thì đáp án mình muốn chính xác chút, mình làm chậm chút các bạn. Rồi các bạn xác nhận nha các bạn. Tại mạng mình yếu quá, mình làm cũng hơi lâu các bạn. Rồi các bạn xác nhận nha các bạn. Ok, chờ xác nhận một blockchain chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn gì việc nhấp vào một super tức là khảo sát đó các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Ok, mình đã vuốt thành công là bạn đã du heo vuốt nè. Thì dự án này nó còn 11 ngày nó kết thúc nha các bạn. Rồi các bạn cứ tiếp tục vuốt câu thứ số 2 nha các bạn. Rồi, what you not would be on CC2 with view. Đây thì các bạn chọn là find các bạn with view smart contract. Và câu C nha các bạn. Đáp án này đảo lộn một chân nha các bạn. Các bạn cứ lần vào các bạn trả lời nha các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ các bạn xác nhận nè các bạn. Trời xác nhận mà lâu quá ta. Rồi các bạn xác nhận nha các bạn. Các bạn xác nhận xong các bạn trở lại nha các bạn. Đừng mất mạng nhìn tôi cái. Rồi sau đó các bạn bấm vào khảo sát lại nè các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn.
Tiếp tục mình khảo sát con số 3 nha các bạn. Surprise token thì sắc skin. Rồi các bạn chọn câu B nha các bạn. Đây thì các bạn đau lộn nha các bạn. Skin and remain. Rồi các bạn mở đi MetaMask các bạn xác nhận nha các bạn. Rồi các bạn xác nhận nha các bạn. Rồi các bạn nào muốn nhanh nữa thì chỉnh Vega cao lên nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào supply lại nè. Ok, tiếp tục câu số 4 nha các bạn. Watch the... Tiếp tục câu số 4 nè các bạn. Thì các bạn chọn bot 3 nha các bạn. Bot 3 bull và setup nha các bạn. Dự án này có bull và setup. Swap. Rồi các bạn xác nhận thôi các bạn. Bấm nút xác nhận không ăn, mạng yếu thiệt. Rồi tiếp tục câu số 5 nha các bạn. Rồi câu số 5 thì các bạn là chọn demo. Các bạn chọn testing forecast testnet token nha các bạn. Wood nè. Đây thì đã bán nó đảo lộn hết trơn rồi. Ok, mình đã chuyển mạng nha các bạn. Rồi các bạn xác nhận nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn chọn câu số 5 nha các bạn. Bạn bấm vào supply nè. Câu số 5 là watch. Rồi các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Rồi câu này có đầu thì các bạn chọn là support NFT nha các bạn. Để mình xem kỹ được các bạn. Support for entertainment NFT nha các bạn. Các bạn bấm vút nha các bạn. Rồi các bạn mở MetaMask các bạn xác nhận nha các bạn. Trời ơi. Rồi các bạn sorry với mình nha các bạn, vì cái video mạng mình yếu quá, làm cái video nó cũng hơi dài, các bạn cố gắng xem nha các bạn. Rồi sau khi các bạn trả lời xong 6 câu đáp án này xong thì mình tóm lại cho các bạn nha các bạn. Mình tóm lại với các bạn, lần đầu tiên các bạn có địa chỉ MetaMask, các bạn tích hợp mạng JVIT Internet vào nha các bạn, sau đó các bạn đi forecast nè. Sau đó các bạn min NFT nha các bạn. Rồi sau đó các bạn vào sàn các bạn swap nha các bạn. Rồi sau đó các bạn trả lời khảo sát là xong nha các bạn. Rồi vậy video mình đã hướng dẫn cho các bạn testnet sàn JVIT đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video tiếp theo từ mình nhé.